Trời ơi, cái gì mà chậu bà liễu đâu xuất hiện to đụng đây vậy anh chị? Đây nè anh chị, một trong những cái chậu bà liễu ha, chị đang rất đẹp. Em sẽ bán cho anh chị ngày hôm nay, em sẽ mua tặng lúc trước tặng 5.000 đúng không? Bây giờ em tặng cho anh chị mình một chậu miễn phí luôn. Chỉ cần anh chị chia sẻ video clip này nha. Đây nè anh chị, rất to luôn á anh chị. Hoa nó thơm lắm anh chị ơi, mình nha. Một chậu như vậy cô chú anh chị mình có thể ghép từ khoảng là 3 tới 4 chậu là đẹp nha anh chị ạ. Hoa của nó nè anh chị mình. Anh chị thấy hoa của nó này. Hoa nó là cánh trắng tinh, lưỡi màu hồng và rất đẹp. Bà liễu này thì nó siêu hoa vô cùng anh chị ơi. Trồng càng lâu là 1 vòi, 2 vòi, 3 vòi, 4 vòi, 5 vòi, 6 vòi, 7 vòi, 8 vòi. Và chuẩn bị thêm, nó nhú thêm rất nhiều vòi nữa nè. Anh chị thấy không? Mặc dù nó độ siêu hoa nè, mặc dù cái ngọn này chưa đứng nha, nhưng mà ở dưới đây nó vẫn nhảy tiếp vòi hoa cho anh chị mình luôn. Và hầu như mắt nào nó cũng đang sưng cho anh chị mình. Và ngày hôm nay hoa đẹp, hoa thơm, hoa lâu tàn, một tác phẩm bự như vậy anh nha. Khi mà anh chị mua 3 chậu em sẽ tặng miễn phí cho anh chị thêm một chậu nữa để anh chị có thể ghép chơi vào dịp cuối năm nay nha. Và cô chú anh chị mình, khi mà anh chị mua những cái chậu bà liễu như thế này đây, anh chị đang nhú vòi hoa sẵn cho anh chị mình hết rồi nè, đang nhú vòi nè, và chuẩn bị ở dưới nách lá anh nha, cũng đang sưng cho anh chị mình hết. Chơi vào anh chị chơi ngay bây giờ cho tới Tết Tây, rồi cho tới Tết Nguyên Đán cho anh chị mình luôn. Và 3 chậu bình thường như vậy em bán sẽ với mức giá là 195.000 nha anh chị mình ha. Nhưng mà bây giờ cô chú anh chị ơi, anh chị chia sẻ video này thì 3 chậu bà liễu cao to như vậy đây, một gang hơn 2 gang tay đang nhú vòi hoa cho anh chị mình, còn với mức giá là 195.000, còn với mức giá là 180.000 em báo ship nhanh trên toàn quốc cho anh chị mình luôn. Còn nếu như mà anh chị nào chia sẻ video này 3 lần em gửi tặng cho anh chị thêm một chậu bà liễu nữa, vậy là tổng cộng với mức giá là 180.000 đã giảm giá rồi anh chị ạ. Anh chị sở hữu được 4 chậu bà liễu đang nhú vòi hoa chất trồng bằng sơ dừa anh nha. Đang nhú vòi rất nhiều như vậy, em bao ship nhanh trên toàn quốc cho anh chị mình, tặng kèm riêng cho anh chị thêm một gói kích dưỡng hoa. Nhanh tay chia sẻ và đặt hàng lô bà liễu hoa thơm lâu tàn chơi vào dịp cuối năm nay nha. Anh chị có về có thể ghép thành một chậu tác phẩm cực đẹp như vậy đây.